Xin chào cả nhà, các bạn ôn thi IELTS tới đâu rồi nè? Hôm nay cả nhà hãy dành 1 phút 30 giây để đến với bộ tuyệt chiêu múa bút như bay trong 60 phút định mệnh của phần thi Writing nhé. IELTS Writing sẽ bao gồm 2 phần. Phần 1 dễ hơn nên bạn chỉ nên dành khoảng 20 phút để viết 150 từ trở lên theo yêu cầu của đề. Nếu bạn thi IELTS General thì bạn sẽ phải viết một bức thư để hỏi xin thông tin hoặc giải thích một vấn đề nào đó. Tùy theo người nhận là ai mà bức thư này nên được viết theo kiểu thân mật hoặc là trang trọng. Còn nếu bạn thi IELTS Academic thì nhiệm vụ của bạn là mô tả, tóm tắt, giải thích một biểu đồ. Sẽ có nhiều dạng biểu đồ khác nhau nên mình sẽ học và áp dụng mô típ có sẵn cho từng loại để đỡ mất thời gian suy nghĩ. Bạn nên tránh việc sa đà vào các số liệu và chi tiết vụn vặt. Thay vào đó mình phải so sánh, phân tích để làm nổi bật được xu hướng chính của biểu đồ cơ. Phần 2 của bài thi General và Academic đều sẽ yêu cầu bạn nêu quan điểm về một vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn phải viết 250 từ trở lên và nên dành khoảng 40 phút cho phần này. Câu hỏi cũng sẽ được đưa ra với nhiều dạng như là nêu quan điểm đồng tình hoặc phản đối, hoặc là thảo luận cả hai mặt của vấn đề, hoặc là phân tích nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp. Mỗi dạng sẽ có một cách viết riêng, vì thế bạn hãy ôn theo từng dạng để khi đọc đề xong thì mình triển khai luôn. Cố gắng dành tối đa một phút để lập dạng ý trước khi viết nhé. Và nếu mọi ý chính đều được minh họa bằng một ví dụ phù hợp thì tuyệt vời ở mặt trời luôn. Đối với cả hai bài thi, bạn hãy dành thời gian 2 phút đầu để nghiên cứu đề bài và 2 phút cuối để kiểm tra lỗi chính tả và cấu trúc câu. Đừng viết quá dài, thay vào đó hãy chia đoạn và tách ý rõ ràng. Ngoài ra, việc lận lưng một bộ từ vựng và cấu trúc thường dùng cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá thời gian ngồi cắn bút đấy. Trên đây là một số kinh nghiệm của bọn tớ, còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn với mọi người thông qua phần comment nhé. Giờ thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Bye bye!